Mời quý vị cùng với Thịnh mình ngắm nhìn thủ đô Phnom Penh của đất nước bạn Campuchia. Sau một khoảng thời gian khá lâu Thịnh không có đến với đất nước bạn Campuchia thì ngày hôm nay Thịnh đến và ghi nhận lại cái sự phát triển, cũng như quý vị sẽ nhìn thấy so sánh với những cái clip trước kia thì mình sẽ thấy ở xung quanh của thủ đô Phnom Penh này sẽ mọc lên khá là nhiều những cái tòa cao ốc và những khách sạn mini. Đa phần thì nó chỉ đạt ở mức độ khoảng tầm 20 tầng thôi. Còn những cái tòa cao ốc để xây dựng thành những căn hộ thì nó sẽ được cao hơn với khoảng 30 tầng. Đó, thì quý vị thấy một buổi sáng ở thủ đô Phnom Penh thì rất là yên bình. Hôm nay là ngày thứ 6, tức là vẫn còn ngày làm việc. Các cái ngôi nhà thì được xây dựng và các con đường thì quý vị cũng sẽ thấy được thiết kế, được quy hoạch một cách rất là cụ thể như thế này. Đây, quý vị thấy những con đường phía dưới. Đây là một cái con đường nằm ven theo một cái cống xả. Thì nhìn vào thì quý vị cũng thấy nó cũng khá là dơ, nước rất là đen. Và tuy nhiên thì ngày hôm nay thủ đô Phnom Penh đã mở rộng về nhiều hướng, đặc biệt là phát triển mạnh mẽ nhất là hướng của quốc lộ số 6. Thì Nguyễn sẽ chia sẻ cho quý vị thấy một cái clip đó để quý vị nhìn thấy được cái sự phát triển với những cái khu nhà ở liền kề, hay ở Việt Nam hay gọi là shop house, rồi những cái building lên liên tục ở bên đó. Và để phục vụ cho quá trình phát triển mở rộng của thủ đô Phnom Penh thì ở trung tâm này người ta cũng đang bắt đầu tiến hành những cái bước để cố gắng làm cho thủ đô Phnom Penh nó sẽ không còn bị ngập nước hoặc là xử lý cái nước thải một cách tốt hơn nữa. Còn đây là cái hướng để quý vị nhìn về khu vực của con đường quốc lộ số 1, mình có thể đi về Việt Nam. Và đây quý vị thấy bắt đầu là những cái tòa cao ốc. Tòa nhà mà Thịnh Nguyễn đang đứng thì nó cao khoảng 14 tầng. Đây là tầng thứ 14 và cái tòa bên kia thì nó cao hơn tí. Quý vị thấy có thể nó là khoảng hơn 20 tầng như thế này. Khu vực này thì sẽ hướng đến những cái đại lộ như Môn Y Vông rồi Sihanouk để đến được cái lại khu vực của Sòng Bài, cái công viên Hồ Sen, Hữu Nghị và đến Hoàng Cung, nên là khá là nhiều những cái tòa nhà sẽ mọc lên ở hướng này hơn. Bây giờ khoảng 7 giờ sáng đây, bắt đầu người ta từ từ mới ra đường. Ở Campuchia này thì quý vị sẽ thấy là người ta sẽ không bị kẹt xe vì Honda nhiều, mà sẽ kẹt vì ô tô. Vì giá xe ô tô ở đây khá là rẻ so với ở Việt Nam. Còn đây thì quý vị đang nhìn về hướng của chợ lớn mới, chợ Satthamay á. Và mình thấy dọc con đường này đó là một cái tòa cao ốc nổi tiếng của Campuchia trước kia, đó là tòa nhà ốc sên. Rồi hướng về cái căn nhà của Canada Bank, hướng đó sẽ đi về quốc lộ số 6 và quốc lộ số 5, nơi có cái cầu Chan Chung Hoa của người Trung Quốc xây dựng hỗ trợ mới đây cho đất nước bạn, cũng như là cây cầu trước kia của Nhật. Đó là cái hướng để mình đi về được khu vực của Ngã Ba Sukhun, chợ Côn Trùng, và quý vị sẽ đến với lại khu vực của các tỉnh như Công Ông Cham, Công Ông Thơm, rồi một số tỉnh như thành phố Siem Reap. Quý vị thấy các cái tòa nhà cũng đang được xây. Thì đa phần những cái công trình này là công trình tư nhân, nó không có lớn bằng những cái công trình ở Việt Nam. Tuy nhiên thì tốc độ cũng như cái xây dựng của nó khá là nhiều. Đó là một cái góc nhìn nhỏ từ trên cao để mình nhìn thấy toàn cảnh của thủ đô Phnom Penh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip ngắn này của Thịnh Nguyễn. Và Thịnh Nguyễn sẽ chia sẻ những clip về đường phố khi di chuyển dọc theo Phnom Penh. Rất mong được sự đón xem của quý vị và ủng hộ của quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị